Hello anh em nhá, chào mừng anh em đến với shop mơ sương.vn. Sự kiện siêu khuyến mại của shop đó là siêu giảm giá đến 50% và 70% khi tất cả các bạn mua nick ở mục trắng thông tin các bạn nhé. Và đặc biệt ở shop mơ sương bây giờ có bán Quân Huy và khẳng định các bạn uy tín 100% và bảo hành vĩnh viễn các bạn nhá. Nếu chỉ cần một trường hợp nhỏ xíu thôi sẽ đền lại, hoặc là nói chung chắc chắn là không bao giờ bị gì hết, bởi vì đây là Quân Huy sạch 100% chứ không phải là Quân Huy nạp vớ vẩn để các bạn bị khóa nick đâu các bạn nhá. Cho nên rằng là các bạn nào có nhu cầu nạp Quân Huy giá rẻ thì các bạn hãy vào shop mơ sương.vn nhá. Và đừng quên ra có chương trình giảm giá 50-70% nick trắng thông tin ở phần nick trắng thông tin các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là nạp Quân Huy này. Đấy, nạp Quân Huy nhá, và ắc trắng thông tin nhá. Và cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye. Hello hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gặp với tất cả các bạn một clip rất là hay để nói về vị tướng Ai ơi. Và vị tướng Ai ơi này thì mình đã làm một clip trước khi ở phiên bản 20 rồi, và mình có hướng dẫn các bạn cách chơi Ai ơi như nào rồi. Nhưng đối với phiên bản mua 20 này có rất nhiều sự thay đổi rất nhiều. Và trong trận đấu này thì mình sẽ tập trung hướng dẫn các bạn cách chơi Ai ơi ở phiên bản hiện tại mua 20 này. Và mình sẽ hầu như là mình sẽ bỏ tất cả các mục tiêu để mình tập trung cho tất cả các bạn những cái kỹ năng vàng để các bạn sử dụng Ai ơi thật tốt các bạn nhé. Và mình sẽ cho các bạn bao quy tắc từ từ. Cái pha này lao lên theo Anat một em, rồi tiếp theo anh ta ra luôn con chưa ba. Đấy, con chưa ba nhá, con chưa ba nhá, thích cho tao sập nhá. Đấy, và như bạn đã thấy thì vừa rồi thì một cái combo khá đơn giản của vị tướng Ai ơi này, đó chính là dùng chiêu 2 và lao lên đánh thương chiêu 1. Cây lửa sát thương mạnh nhất của vị tướng Ai ơi này đó đến từ cái đòn đánh tiếp theo nội tài của nó, và chiêu 1 của nó là cái lửa sát thương tốt nhất của vị tướng Ai ơi này. Thì quy tắc vàng đầu tiên mình muốn hướng dẫn cho tất cả. Ôi dồi ôi, đập mặt vào tương này nay hỏng mà nhưng vẫn chết con chiêu 3 nhá. Bạch. Ôi dồi ôi. Và quy tắc vàng đầu tiên mình muốn gửi gắm đến cho tất cả các bạn vị tướng Ai ơi này đó chính là cái bộ combo của nó. Tại vì sao? Bởi vì cái bộ combo của thằng Ai ơi này nó rất là khó chơi. Mình hy vọng tất cả các bạn nếu nắm bắt được cái bộ combo này thì mình nghĩ các bạn sẽ đạt được 70% để thành công của một vị tướng Ai ơi thôi. Thì combo của Ai ơi thì nó rất là khó bởi vì đến từ cái xích đu. Cái xích đu này thì thực sự các bạn có thể thấy được rằng là người mới chơi thì nó rất khó đu. Và mình sẽ nói phân tích cực kỳ kỳ đến từ cái chiếu đu xích đu này. Nếu các bạn muốn xích đu đu quay thì các bạn sẽ có lướt chiêu 2 vào tương. Nếu các bạn lướt chiêu 2 vào tương mà các bạn thả nút di chuyển thì nó sẽ không bay, mà thay vì đó nó sẽ đi qua cái tương đấy. Thì nôm na rằng chiêu 2 này nó sẽ có hai kiểu. Một là đu vào tương, các bạn thả nút di chuyển thì nó sẽ đi qua cái tương đấy và không đu xích đu. Còn quan trọng nhất là cái xích đu này này, các bạn muốn xích đu thì khi chiêu 2 vào tương các bạn sẽ chỉnh cái nút di chuyển chéo 45 độ lên phía trên hoặc phía dưới, miễn sao các bạn sẽ di chuyển lên hoặc di chuyển xuống. Khi các bạn tung cái xích đu thì nó sẽ bay theo cái hướng các bạn di chuyển. Chẳng hạn các bạn di chuyển lên trái thì nó sẽ bay theo phía đường trái, các bạn bay qua phải thì nó sẽ bay qua phải. Ôi dồi ôi, từ từ đấy, tao chơi mình luôn, tao xúc đấy. Và rồi, để đu được rồi thì chúng ta sẽ có ba cái cách chúng ta sẽ xuống cái xích đu. Đấy, mày có na ới này nó khó, nó lằng nhá lằng nhằng. Muốn đu thì đã khó nè, mà đu rồi thì muốn xuống trong cái tình trạng hợp lý thì nó lại khó. Rồi, sẽ có ba cái cách xuống xích đu nhá. Cái cách thứ nhất chúng ta sẽ để cho nó bay, khi nó mệt thì nó nghỉ thì nó sẽ xuống theo một cái điểm nào đấy. Còn cái cách đấy thì mình sẽ không dùng bởi vì cái cách đó nó bất khả thi các bạn nhá. Cái cách xuống đu mà khả dùng đó chính là khi các bạn đu trúng mục tiêu, đến mục tiêu thì các bạn sẽ thả cái nút di chuyển. Thì lúc đó vị tướng Ai ơi sẽ đáp xuống cái lúc mà các bạn thả nút di chuyển đấy. Và các bạn rồi cái xuống hạ xích đu, cái quan trọng nhất của nó đó chính là khi các bạn đu gần mục tiêu các bạn sẽ dùng chiêu 1. Khi các bạn kích hoạt chiêu 1 thì lúc đó Ai ơi sẽ dừng cái xích đu và lao lên combo hất tung và lao vào một vị tướng, và có thể đó là combo chuẩn của vị tướng Ai ơi các bạn nhé. Và chốt hạ lại cái quy tắc vàng đầu tiên về combo Ai ơi là mỗi khi chúng ta bay xích đu khi vào gần một vị tướng thì chúng ta sẽ kích hoạt luôn chiêu 1 trong cái trạng thái nó đang bay, thì cái lượng sát thương zone nó sẽ rất là tốt. Và cái pha này mình sẽ đu 2 lần và kích hoạt chiêu 3, kích hoạt thêm đu lướt ra. Đấy là một cái combo rất là nâng cao, combo đu xích 2 lần. Và mình sẽ không khuyến cáo anh em mới tập chơi để dùng 2 lần đâu,
Bởi vì những người nào quen như mình, hiểu như mình thì các bạn sẽ chơi đu hái xích rất đơn giản. Đấy. Đây là một vị tướng tiếp cận mục tiêu rất tốt và cực kỳ bá đạo. Cho nên cái việc các bạn phải thanh thục cái chiếu xích đu này, thì lúc đó các bạn mình sẽ sử dụng cái đu hai lần. Và clip này mình sẽ không nói đến đu hai lần làm gì cả, bởi vì thực sự cái giai đoạn đầu các bạn tiếp cận cái đu xích đu này nó rất là khó. Cho nên là hy vọng mình chốt hạ lại clip, chốt hạ lại cái quy tắc vàng một này, đó là các bạn sẽ phải sử dụng thanh thạo cái xích đu, cái xích đu các bạn nhé. Và các bạn sẽ khi nào các bạn sử dụng, đến khi nào các bạn muốn xuống hoặc dừng tại một cái điểm mà các bạn muốn, thì lúc đó các bạn sẽ ok rồi, là xong cái bước 1 của thằng A ơi rồi. Bởi vì A ơi là một vị tướng khó hơn các vị tướng khác, bởi vì nó rất là lăng nhăng. Đấy, các bạn có thể thấy là cái combo chưa 1 của mình chưa. Rồi, la lên, từ từ, chưa 3, la lên, xúc. Ôi ôi, chạy thôi anh em ơi, bình tĩnh. Đấy, rồi, còn quy tắc vàng thứ hai là như nào ạ? Quy tắc vàng của vị tướng thứ hai là A ơi. A ơi là sát thủ, mà sát thủ thì sẽ như nào ạ? Thì sẽ lao vào những cái vị tướng chủ lực của nó. Và cách thức hoạt động của nó, quy tắc 2 và quy tắc 3, quy tắc vàng của nó sẽ kết hợp cùng với nhau. Đó chính là A ơi lao vào chơi như thế nào cho hiệu quả. Đấy, đó là một cái khó. Này, các bạn này, để hiểu được cái combo thằng này rồi là một cái rất khó rồi. Nhưng hiểu combo xong chúng ta lại đến tiếp cái giai đoạn chơi như nào, nó bị khốn nạn chứ. Đấy, cho nên vì tưởng A ơi, các bạn nên nhớ rằng một vì tưởng khó thì sẽ cho chúng ta nhiều lợi thế nếu chúng ta sử dụng tốt. Đấy, các bạn hãy nhớ nhá. Và nó sẽ rất là yếu khi chúng ta không biết sử dụng tốt. Cho nên là các bạn nên nhớ rằng cái gì nó cũng sẽ rất tốt thôi. Đấy, một vị tướng khó thì sẽ cho chúng ta khó chơi, nhưng chúng ta chơi được rồi thì nó sẽ rất hiệu quả. Đấy, đơn giản thôi. Rồi, lao vào này. Như các bạn đã thấy từ đầu clip đến bây giờ, hầu như mình chỉ lao vào hoặc chơi combat đơn lẻ, và mình sẽ chủ động đơn lẻ và chỉ lao vào những pha combat không có bắt tổng nhé, chỉ có bắt dưới 3 người trở về. Và cách của mình lao vào sẽ không bao giờ dính sát thương khống chế cứng. Đấy, như bạn thấy rằng những cái thằng sợ, cái thằng Phoenix này rồi xong nó hồi chiếu hai tiếp. Máy quá, cái pha này nó lùng tá lùng tùng quá anh em ơi, máy thế chứ. Đấy, các bạn nhá, A ơi sẽ không bao giờ, và mình cấm gọi hầu như là không khuyến khích anh em bay vào đánh hai vị tướng hoặc ba vị tướng khi một trong ba vị tướng đó có hiệu ứng khống chế cứng. Các bạn nhớ cho mình cái điều này nhé. Để giải thích được cái này là như nào, chẳng hạn trong trận đấu này có Alistair này, có Phoenix, có Aerod, và hoặc là nôm na là ta ra các thứ, thì mình sẽ không bao giờ cấn ba hoặc lao vào mở combat khi có thằng Alistair có chiếu thức khống chế cứng các bạn nhé. Và như nào ạ? Chúng ta sẽ vào khi Alistair vừa dùng xong chiêu 3 và chiêu 2 thì mình sẽ bay vào tẹp ngã luôn. Đấy, các bạn thấy đơn giản chưa ạ? À ơi, nếu bay vào trong combat chưa kịp xả sát thương mà chỉ cần choáng trong vòng 1 giây rưỡi thôi thì các bạn sẽ không kịp dùng chiêu 3 và sẽ bốc hơi. Cho nên quy tắc vàng thứ hai đó chính là cái ra vào hợp lý của A ơi, là không bao giờ bay vào 3 vị tướng đổ về nhá. A ơi nó thì cấn được 3 đấy. Đấy, tại vì nhiều vị tướng các bạn hãy để đi. Tại sao những lúc vị tướng nó là cưng lao nhắc là không được bay vào 2 vị tướng hoặc là 3 vị tướng, thì mình sẽ đánh giá rằng vị tướng này cấn được 3 thằng. Đấy, hoặc vị tướng này cấn được 2 thằng. Cho nên A ơi nhá, không bao giờ được bay vào 3 thằng khi trong 3 thằng đấy có một thằng chiêu thức khống chế cứng. Các bạn nhớ cho mình đôi đấy nhá. Còn nếu 3 thằng đấy không có chiêu thức khống chế cứng thì các bạn hãy vào 3 thằng cho mình đập xong chưa, 3 chạy. Đấy, cho nên rất là easy các bạn nhá. Cho nên là từ đầu trận đầu đến dư minh hầu như không lao vào 3 thằng mà trong 3 thằng đấy có khống chế cứng ạ. Nhưng các bạn hãy nhìn những cái pha, trừ khi chúng ta sẽ chơ nó hết khống chế cứng thì chúng ta sẽ lao vào các bạn nhá. Đấy, chẳng hạn Alistair, khi nào mình thấy nó sử dụng chưa 3 là lúc đó mình sẽ lao vào, mình xúc vô tư bét tê lê nghe luôn, thậm chí là cân 3, cân 4, cân 5. Đấy, easy đơn giản. Đấy là quy tắc 2. Và quy tắc 3 là mình sẽ cướp kết hợp lại là 3 quy tắc vàng để giúp tất cả các bạn chơi A ơi ở phiên bản mua 20 này. Về cái lượng sát thương của A ơi thì mình sẽ không nói về cái lượng sức mạnh của nó. Nhưng trận đấu này thì mình không tập trung ăn mục tiêu, cho nên mong tất cả các bạn thông cảm. Bởi vì để hướng dần thằng A ơi thì nó sẽ mất rất nhiều cái thời gian để thực tế và thực hành, để cho các bạn thấy nó rất mất nhiều thời gian. Cho nên mình sẽ tập trung hướng dần clip này để cho các bạn chơi thanh thảo thằng A ơi nè. Rồi
clip sau, mình sẽ hướng dẫn cách ăn các mục tiêu lớn sơ nơ 4 trận đấu. Đấy, muốn chơi cái thế trận đấy thì các bạn phải thanh thả một vị tướng nào. Đấy, A ơi là một vị tướng rất là khó. Rồi, từ từ, mình sẽ đú xích này. Đú xích có ai không? Rồi, thằng này xúc luôn, rất là mạnh các bạn nhá. Chỉ cần lao vào bổ một phát là xong. Đấy, nhưng mà mình sẽ nhắc lại này, quan trọng nhất của A ơi là quy tắc 1, là quy tắc vàng. Cách sử dụng xích đu như thế nào cho hiệu quả, các bạn phải luyện tập thật nhiều. Đấy, chúng ta muốn xích đu như thế nào, hạ xuống một cách mà mình mong muốn, hoặc mình xuống một cách mong muốn, hoặc mình dùng combo thế nào cho chuẩn xác, thì phải đòi hỏi các bạn phải học cái chiêu này. Và chúng ta phải hiểu khi nào thì nó sẽ hạ được, hoặc khi nào thì nó sẽ xích đu. Đấy, thì clip đâu clip mình nói rồi, mình sẽ không nhắc lại nữa để chai dòng làm gì cả. Cho nên hy vọng các bạn, quan trọng nhất mình nhấn mạnh, hãy học cái combo, hãy học cái xích đu. Làm như thế nào, khi nào mình thích xích đu thì xích đu, còn khi nào mình lướt qua tường thì lướt qua tường. Đấy, khi nào mình xích đu xong mình xuống, xuống giờ nào, đấy, xuống thời điểm nào xuống, các bạn thấy chưa? Khi mình thanh thảo những cái combo rồi thì con ạ ơi các bạn sẽ là một con quái vật rất là mạnh và cực kỳ cơ động để các bạn chơi cực kỳ phép và lay luôn. Ôi giời ơi, thằng này còn chưa bác, mày là một thằng anh em thấy chưa? Mày là một thằng đấy, chỉ cần một thằng nữa thôi là mình ra đi rồi đấy. Đấy, bảy vào vớ vẩn. Đấy, thì chốt hạ clip đi ba quy tắc vàng đấy. Thì mình xin chúc tất cả các bạn hãy thù hưởng và có thể chơi một vị tướng A ơi thật là thành công. Còn mình nghỉ clip đến đây là kết thúc rồi. Và mình xin chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và chơi vị tướng A ơi này thật tốt. Và tất cả các bạn ơi, mãi yêu. Bye bye. I don't believe
yeah.